thưa cậu. Đến đây là đâu em cũng không biết nữa. Cái đất Hàng Châu thì em rành, còn cái đường đi lên núi Phụng Hoàng Sang là cái chỗ nào, thật là khó hiểu à. Tứ cửu, có gì đâu mà khó hiểu, đường đi trong miệng của ta chứ ở đâu. Nếu em không biết thì tại sao không chịu hỏi? Kìa, có hai người khách kìa, lại hỏi thăm xem sao. Dạ. Anh ơi, anh làm ơn cho tôi hỏi thăm. Anh ơi, anh làm ơn cho tôi hỏi thăm. Cậu ơi cậu, cái thằng cha này chả điếc rồi cậu ơi. Chắc em nói không rõ chứ gì, đến hỏi thăm lại đi. Dạ. Anh ơi, anh làm ơn cho tôi hỏi thăm. Anh ơi, anh làm ơn cho tôi hỏi thăm. Cậu ơi, mình xui quá, cái thằng cha này chả điếc mà chả còn câm nữa cậu ơi. Làm sao hỏi thăm đường? Mặt mày người ta sáng láng như vậy, làm sao mà câm điếc được. Em lại hỏi thăm một lần nữa xem sao. Dạ. Anh ơi, anh làm ơn cho tôi hỏi thăm đường đến Ni Sơn đó. Ni Sơn. Ni Sơn. Ê, sao hỏi thăm hoài không chịu trả lời vậy cha nội? Trời ơi cậu ơi, cậu ơi, thôi đúng rồi cậu ơi. Cái thằng cha này chả câm điếc tới 88% lận đó cậu ơi. Cái đồ quỷ sứ, làm cái gì mà xô người ta dữ vậy? Bộ nói nhỏ tôi không nghe hay sao? Mắc cái gì mà rống lên như là cọp rống vậy hả? Ý chết, huynh này biết nói rồi. Dạ, tôi ngỡ rằng huynh câm hay điếc. Thật ra thì ý nghĩ tôi rất sai. Dạ, xin thành thật tạ lỗi, tạ lỗi à. Không có chi cả, anh muốn hỏi cái gì? Dạ, cậu cháu tôi từ Hàng Châu muốn du học ở Ni Sơn. Đến đây bỗng thấy nhiều lối đi quá, cho nên không có rõ. Xin huynh chỉ hộ giùm rất là cảm ơn. Ý, cô ơi, cô ơi. Gì cô, hả? Gì cô? Tôi nói anh là cô hồn á. Ê, tôi không phải là cô hồn, tôi là âm binh. Gia Đồng, cô ở nhà sao em cứ nhắc chi vậy? Dạ, em quên. À, cậu ơi cậu, hai người này cũng đi đến trường Ni Sơn giống như mình vậy đó. Dạ, xin kính chào công tử. Dạ, kính chào công tử. Thưa công tử, cho tôi được hỏi thăm. Chim rừng liêu lo cánh thơ mộng qua, đôi lời thăm nhìn hai lối khó mong thông đường, xin người chỉ giúp giùm cho. Xin người chỉ giúp giùm cho. Thưa công tử, đây miền Nam núi chập trùng mà người đời đặt tên là Nam Sơn, nhiều lối đi lên tới ngôi. Ngôi trường gần đây cách hai đèo, trường ta là nơi hương Ni Sơn đèo. Xin đa tạ, đa tạ. Vui thay thích thay tuổi xuân thì, nâu sử sôi kinh chi chung cùng. Xin cho biết tên xuôi ha, không reo một lòng đều một lòng rằng mong biết tên huynh đài. Công tử tên gì xin cho biết. Kính thưa công tử, nhà có dư hàng trăm tên hầu, miền Triết Giang là quê. Con tuổi xuân được trăng tròn, tôi tánh danh là Chúc Anh Đài. Dạ, xin kính chào Chúc công tử. Dạ thưa, còn quý danh của công tử là chi? Dạ thưa cùng Chúc công tử. Cha tôi mất đi tuổi còn âu thơ, mẹ
nuôi ngày qua ngày qua. Tuổi mong mơ vừa đúng trăng tròn trăng, hiến tình quê nhà qua ngày đủ ăn. Tôi tên Lương Sơn Bá. Dạ, xin ra mắt Lương công tử. Ngân Tâm, hãy mau ra mắt Lương công tử đi em. Chào Lương công tử. Đáp lễ Ngân Tâm, Tứ Cửu, mau ra mắt Chúc công tử đi. Dạ, em xin ra mắt Chúc công tử. Chào Tiểu Đồng Ngân Tâm. Ủa, sao anh biết được tên tôi? Thì hồi nãy Chúc công tử mới gọi Ngân Tâm đó. Chào Tiểu Đồng, Tứ Cửu. Ủa, sao biết tên tôi ạ? À? Mẹ ơi, sao anh mau quên quá à? Thì Lương công tử vừa mới gọi Tứ Cửu đó. Ừ, hen. Vậy mà tôi quên. Thưa công tử, đường du học bao người đang lũ lượt, vui học hành tuổi trẻ vẫn một lòng. Tôi muốn kết bạn trên đường học vấn. Không được đâu. Tại sao vậy? Bộ Chúc công tử không thích làm bạn với tôi à? Dạ, không phải như vậy đâu. Tánh của công tử tôi thì khác, nào có giống như các chàng trai. Là con người có một không hai à, không chịu kết bạn thì chắc là phải cái. Cái anh này. Tứ Cửu vô lễ. Tứ Cửu, em hãy nhìn kìa, diện mạo thể hiện qua tất lòng. Tôi muốn kết bạn thân. Vừa đôi trên gia chủ đã kết đôi, vui chúng ta cùng kết bè. Cả bốn lòng đều mong già, sống thân thà không có bảy bà. Nếu trời có bão tố phong, thưa cậu, cuộc gặp gỡ hôm nay thiệt là vui quá. Nhiều lời hay như muôn vạn ý thơ. Nếu muốn cho tình bạn khỏi phải nghi ngờ, mời tất cả hãy thề thốt để tỏ rõ tất lòng chân thật. Hay quá, ý của Tứ Cửu thật hay. Nhưng đây là toàn là núi đồi, làm gì có nhang khói để chúng mình thề thốt. Ý, coi cô, coi à... Hả? Cái gì cô, hả? Cái gì cô vậy? Tôi nói anh là cô hồn á. Ngân Tâm, cô ở nhà tại sao em cứ nhắc hoài vậy? Em quên. Dạ, thưa cậu, nếu ở đây không có nhang thì ta mượn cành liễu tâm khâu
qua hộp. Mượn cành mai thề có lão tơ hồng. Vô duyên à. Bạn bè thì làm gì có lão tơ hồng trong đó. Ai biết đâu. Chúng ta phải nói là ta thề gian chứng có cao dài, chứng cho mối tình đầu gặp gỡ. Vô duyên nữa à. Mở miệng ra là vô duyên à. Ta là bạn hữu thì làm gì có tình đầu trong đó chứ. Ai nói không có tình đầu trong đó chứ. Bạn bè mới gặp kết tình liền. Tôi hồi nhỏ tới giờ nè, còn con trai nheo nhẽo à, chưa có kết bạn với ai. Như vậy không phải là tình đầu sao? Cái anh này nói ngược mà nghe cũng xui ha. Ngân Tâm ơi, trên và dưới như nhau một ý, vậy ta nhường liễu mai cho gia chủ trọn thề. Còn chúng ta ra mắt nhau bằng tục lệ của riêng tôi. Tục lệ của anh sao? Lại nhau ba lại để gọi là ra mắt. Lại nhau ba lại, đồng ý. Nào, chúng ta đồng thề thốt. Sơn ba xin tuyên thề, xin minh chứng trên cao dài, không hài lòng à. Vui cùng vui về nơi triền miên, chim tung trời xóa bao lụy phiền, ghép cho mày kết bao thâm tình không đổi thay à. Đây tôi chúc tên anh đài, xin minh chứng trên cao dài, không xưa kia có ba nhà từ kỳ thề kết bạn, kết nghi tâm kết sẽ tim lòng không sống xa. Lời sẽ mang cái nợ đời, té xuống sông chết cho nhân rằng khi dứt là nó còn chờ. Nam Sơn chứng minh cho những câu thề. Tình này nguyện không phai.
một đời thuân yêu để hầu nhận soi. Một đời thuân yêu để hầu nhận soi. Trì vì nước non thái bình yên vui. Trì vì nước non thái bình yên vui. Vui vẻ. Nước biển thì sao? Nước biển thì sao? Sao đây? Nước biển nhà tan. Nước biển nhà tan quang. Quang. Muôn trì nước thì sao? Muôn trì nước thì sao? Lấy ân đức cần hơn. Lấy ân đức cần hơn. Muốn trị nước ta phải làm sao, Lương Sơn Bá? Dạ thưa thầy, muốn trị nước ta cần phải có phước đức à. Giỏi lắm. Chúc Anh Đà, muốn trị gia ta phải làm sao? Dạ thưa thầy, muốn trị gia thì ta phải nghiêm. Giỏi lắm. Mã Văn Tài. Mã Văn Tài. Thằng nào kêu tao hả? Dạ con kêu ông đây. Kêu tao hả? Dạ, dạ thầy kêu con. Nghiêm túc. Nghe ta hỏi. Dạ yeah. Nước biển thì sao? Dạ thưa thầy, nước mía thì ngon. Ta hỏi nước biển chứ không phải là nước mía. Nước biển thì sao? Dạ thưa thầy, nước biển thì mặn. Nước biển. Nước biển nghe rõ chưa? Dạ thưa thầy, con nghe rõ rồi. Ừ. Nước biển thì sao? Dạ thưa thầy, nước có biển thì ta phải nhanh chân giọt. Cái sĩ khí của người dân là thế đó. Dạ thưa thầy, khi mà nước có biến loạn á, ngu ra không chạy, ở đó chết ha. Thật là thứ phàm phu tục tử. Chúc Anh Đài. Dạ. Nghe ta hỏi đây, tiểu nhân đối với đại nhân như thế nào? Dạ thưa thầy, tiểu nhân đối với đại nhân, gần thì lễ phép, xa thì oán giận. Hay lắm. Lương Sơn Bá. Dạ. Con hãy nhìn vào bức tranh này, con thấy gì? Dạ thưa thầy, một cô gái đẹp đi trước, một đàn trai trẻ theo sau à. Ê, Sơn Bá ơi, không phải là đàn trai trẻ đâu, mà đó là một đàn dê khổng lồ á. Sơn Bá. Dạ. Hoa đẹp là hoa thế nào? Dạ thưa thầy, hoa đẹp là hoa có gai à. Trời, không dám có gai đâu ba ơi. Mã Văn Tài. Dạ. Gái đẹp đối với thế nhân ra sao? Dạ thưa thầy, gái đẹp đối với thế nhân là dách lầu mũ pho. Con người ăn no quá thì sao? Dạ thưa thầy, con người mà ăn no quá đó thì hết đói, mà ăn nhiều quá thì phát ách, còn mà ăn ít quá thì ốm nhách. Thật thứ cây một khó khắc. Dạ thưa thầy, tường rôm không có vững chắc. Quả là thứ sâu dân mọt nước. Ôi da trời ơi, thầy ơi, ôi da. Kìa, chúc đệ, đệ xấu ha. Lương huynh, em xấu gì? Rõ ràng đệ xấu với anh, ta đã là tình nề bạn hữu. Vui cùng vui, buồn cùng buồn. Em có sách mới mà xem một mình là đệ xấu đó. Lương huynh, em nào có giống anh chi? Đó chẳng qua là anh nghi đoán. Quan ước cho em vô cùng, anh hãy nhìn xem đây là quyển sách cũ. Đâu, đưa anh xem. Đây, anh xem đi. Ôi thật tội nghiệp cho em, anh
gây cho em chịu quan tình. Hiền đệ nè, lương huynh đã lỡ lời, xin chịu tội với em, thương tình tha lỗi cho anh. Không có chi, lương huynh đừng bận lòng, em chỉ xem quyển sách này mà thắc mắc trong tâm. Sách nói sao mà em thắc mắc? Lương huynh, anh chỉ học mà không tự vấn. Sao à? Tại sao trong bài này thầy chỉ trích phái nữ thậm tệ, như là hữu nhan sắc là hữu ác đức, hoa đẹp là hoa có gai? Đúng rồi. Lương huynh, lương huynh thử nghĩ coi có đúng hay là không. À, chúc đệ chưa rõ, thôi thì lương huynh giải thích cho hiền đệ được thông nha. Lương huynh, lương huynh hãy giải thích cho hiền đệ nghe nhé. Ngày xưa vua Đức Thành Thang, nhân đức từ tâm, người người mến thương. Rồi về sau vua chết truyền ngôi, cho con thừa kế là vua, vua Ân Hoàng. Vua Ân ai sắc nàng tố, để rồi làm điếu tàn ngôi, chỉ vì vị sắc hương. Châu Dương yêu bao tí làm suy, Tây thì nhàn sắc làm tàn, thành nước ngu à. Kia đời xưa cánh tan bởi vì người đẹp gây ra, phải chăng vì sắc vì tình mà tan tổng thế lương điều tàn, người vẫn lầm than với cái qua suy tình. Là trai phải có tim anh hùng mà dình tương lai, cố tránh sao là tránh thường tình, bằng không tránh ta đây xa vào mà hư mình như cán vua qua rồi. Nghe anh nói qua bao lời, em xin phó cho anh tường, còn bao người xưa cũng thuộc vai nhan hồng, như nào là có bà thành mẫu người tiên trinh. Nghề sông chuyên nuôi tầm, nuôi dưỡng con ngon. Tây thì phá nước mô tan tành, nhàn sắc khuynh thành, cánh hoa đào đã hồi quê màu. Ngô phù sai đắm sắc nàng nên hư triều chinh ngô, đời phải ban khen nàng Tây. Chúc đệ nói rất đúng, đời phải có người về người khác, chứ đâu có giống nhau được. Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Nhưng trường hợp này chúc đệ có phần binh vực cho phái nữ lắm đó. Đệ thấy sao thì nói vậy. À quên nữa, huynh có thêu chiếc khăn tay mang tặng cho đệ, em xem coi có đẹp không. Không đẹp. Sao? Thế này mà không đẹp à? Lương huynh, đôi bướm gần bên nhau tung cánh bay, không có nơi nương tựa. Nè, anh cho chúng một tổ ấm để người xem có phần đẹp mắt không. Chiếc khăn nhỏ như thế này làm sao huynh thêu đủ một tổ ấm chứ. Có khó gì đâu. Sao? Anh chỉ thêu một cành cây cho chúng đậu là xong. Hay, hay quá. Chúc đệ thật là sáng kiến à. Để huynh thêu. Chúc đệ, em cười gì? Tại sao em cười? Lương huynh, Lương huynh thiêu cái gì mà tệ dữ vậy? Em thiêu có được không mà chê anh tệ?
Lương huynh, để thử xem. Nào, mời đế. Đường kim cho đến mũi chỉ thật là tuyệt. Chúc đệ, em giỏi lắm, chẳng kém gì con gái à. Người ta ra ơn mà chẳng biết mang ơn, lại kiêu ngạo người ta là con gái à. À, chúc đệ, huynh thật tình khen tài của đệ, chứ nào có ý chi. Nếu huynh có lỡ lời, thôi thì cho huynh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Không có chi, không có chi. Các bạn ơi, đi tắm với các bạn ơi. Đi tắm đi, tắm đi. Ê, 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 đi tắm không? Lương Sơn Bá, tắm không? Chúc công tử, tắm không? Sơn Bá, nói nghe nè. Tôi đố Sơn Bá, chúc công tử có đi tắm không? Trời nực nội tắm thì mát, có gì mà không dám đi? Như vậy đó mà tôi biết chúc công tử không dám đi à. Tại sao? Tại vì... Dạ, dạ, tại vì... Vì chúc công tử mới đêm vừa qua, trời trở gió lại mưa đêm. Hôm nay người xanh lành thấy ghê, tôi liền nhớ lại lấy gần ngâm với rượu rồi đánh gió kịp thời, không thì đã đi đời. Thằng này nói lâu mà cũng thật hay, đêm mà qua có mưa đâu. Dạ thưa em, nằm mơ thấy mưa, mưa từ giờ ngọ kéo sang giờ thì nước ngập cao hơn nhà, làm tiêu tụng trời. Mới có nằm chim bao mà đã đau rồi. Mới chỉ nhìn thoáng qua, tôi cũng vừa biết chúc công tử là người con là người thế nào. Mà công tử nói năng với tôi phải lựa lời đấy nhé. Làm gì đâu phải lựa lời, tôi nói là người con rất khó nuôi. Nhìn sao mà bảo là khó nuôi? Khó nuôi chứ sao không khó nuôi. Tại sao đàn ông mà lại xỏ lỗ tai đó? Ai xỏ? Đó, chúc công tử đó. Không tin lại thử coi có phải xỏ lỗ tai không. Chúc đệ, sao em lại xỏ lỗ tai? Lương huynh, hồi ở Triết Giang á, trường của đệ mỗi khi có cuộc lễ tất niên đều có bài ra ca hát. Ở đó đệ được chọn đóng vai Phật Bà Quan Âm, nên xỏ lỗ tai cho nó giống vậy mà. À, thì ra là như vậy. Tôi hơi hiếu kỳ một chút. À thôi, à, thì bạn bè cảm phiền nha. À chào, tôi đi tắm à. Đây, đi tắm, đây. Chúc đệ, chúng ta đi. Đi đâu? Đi tắm. Trời đất. Đệ không đi đâu. Tại sao vậy? Tại vì đệ bệnh, đệ mới mạnh mà. Thưa Lương công tử, sư ông gọi công tử vào có việc. Vậy à, chúc đệ ở đây, huynh vào coi thầy gọi anh chi nha. Coi cô coi chừng có ai không. Cô an tâm, không có một bóng nào hết á. Dạ thưa cô, có thơ của ông bà từ nhà gửi đến cho cô nè. À kìa cô, thơ nói gì mà cô lộ vẻ buồn bã quá vậy? Ngân tâm. Dạ. Mẹ ta đau nặng, cha buộc cô phải về gấp. Về gấp? Rồi cô tính như thế nào? Ngân tâm. Dạ. Ngân tâm ơi, chúng ta phải về, không nên chậm trễ. Cô à, nhưng mà cô cho em hỏi thật nha, cô có luyến tiếc 3 năm kinh sử chăng? Cô có đợi chờ người đáp trúng mấy dần thơ chăng? Cô có buồn khi xa cách mối tình đầu, khi đã có bóng chàng trai đã đi vào mộng? Ngân tâm, đồ quý nè. Đồ quý nè. À, cô à. Em xin lỗi cô mà. Đừng. Dạ, con kính chào sư mẫu. Ta miễn lễ cho con, chúc anh đài
bổn phận làm con giữ chữ hiếu làm trọng. Hay tin mẹ đau phải về thăm viếng. Anh Đài, con đến đây thấm thoát đã được 3 năm. Trong số học tử, ta xem con là hơn cả. Dạ, cảm tạ sư mẫu có lời khen tặng. Ngay lúc ban sơ con thấy rất hữu tình. Từ bản thân cho đến bậc thầy đều khẳng khích tình thương như ruột thịt. Nay có việc phải trở về quê cũ. Ôi, lòng con nghe sao xuyên u buồn. Lạ kìa, một giọng nói chứa nhiều ẩn ý. Anh Đài, có điều chi cần muốn nói với ta chăng? Kính thưa, con xin phép đô thầy một việc. Thầy hãy nhìn xem con trẻ có một khác thường. Trong dáng điệu trăm anh đài cát, nét ưu tư khác hẳn tính nam. Cười đẹp sao đẹp tở má hồng, mắt sao sáng mai tâm tuyệt mỹ. Nay ta nhìn thật kỹ, đó thuộc hạng mỹ nhân. Càng ngắm nghía lần lần, nào phải hàng nam tử. Chúc anh Đài, sao con liều lĩnh thế? Dạ thưa, vì ham học ở Ni Sơn nên buộc lòng phải giả dạng. Trên đường học con đây có bạn, cùng chúng nhau vui đọc sách sử kinh. 3 năm qua thêm triều mến thâm tình, người bạn đó là Lương Sơn Ba. Nay mắc phải trở về quê cũ, thương bản thân con muốn nói thật lòng, những ngại ngùng không nói ra câu. Thôi đành chịu không làm sao hơn được. Như Lương Sơn Bá chẳng kém phần Ngọc Tú, người thông minh đáng bậc tin anh. Nếu được cùng con tác hợp duyên hài thì thầy thầy chẳng quản công ra mai mối. Đa tạ sư mẫu giúp con. Sư mẫu ơi, dâng sư mẫu ngọc trâm, nhớ ơn tìm cách trao chàng. Từ lúc quen đến trường, đôi lứa như bồng hình. Ngày từ biệt mẹ cha, hàng châu chẳng ai đường xa. Thưa không sân trình suốt 3 năm dài, chung chia sớ cùng vui. Biết bao kỷ niệm luyến lưu không đành rời xa khúc nghiêng ngôi trường. Nghe càng có nguồn cơn, lòng ta cảm mến chân tình. Vì kề dài nhiều năm, tình công dưỡng tung trân nhớ. Sơn Ba căn phần phước mai gặp nàng, do nguyện lão bài nơ. Trẻ sinh ta từ triết giang, nơi chờ ngày đêm đón vui tình lành. Xin kêu việc sư mẫu.
Ngân Tâm ơi, nhớ lại cái buổi ban đầu cũng tại cái chỗ này nè, hai chúng ta gặp gỡ để rồi kết nghĩa. Ôi cái ngày đó nó vui kể sao cho hết. Còn hôm nay chúng ta chia tay, sao tự dưng thấy nó nghẹn ngào, nó nức nở, sao nghe nao nao không có thốt được nên câu. Ước gì nơi đây có một bầu rượu hồng hoàng, anh với em sẽ uống cạn để quên cái nỗi buồn xa cách. Em nói anh nghe nè, bây giờ để tránh cái nỗi buồn thê thảm đó, vậy hai ta bày kiếm cuộc vui đi, nào nói dốc hoặc làm thơ. Đây là ý kiến của em á, anh chịu không hả? Ý kiến của Ngân Tâm thật là hay đáo để à. Nè, anh xin nhường cho Ngân Tâm đố trước xem sao. Em đố anh phải đáp cho trúng nha. Trong cơ thể con người có những thứ gì chua, chát, ngọt? Đố gì kỳ cục vậy? Trong cơ thể con người làm gì có những cái thứ đó? Có chứ sao không có. Cái thông minh của anh để chỗ nào? Chà chả, đừng có nói ta ngu à nha. Đừng có khi dễ à. Nào, nói lại nghe nào. Nghe nè. Chuẩn bị mà trả lời nghe không? Cái gì trong cơ thể con người lại có mùi hương gì chua chua? Còn cái khác nó chết thôi qua chừng, còn cái nữa ngọt thôi chưa kể. Cái khế này mới thiệt là chua, còn chát thì có bắp chuối dưới chân. Mùi à gì ngọt là đây cái mé chanh. Hả? Cái mé chanh là cái gì? Cái bánh chè. Anh Tứ Cửu khá lắm đó nghe. Nè, người ta đáp trúng sao không gọi là hay mà cho là khá? Khoan, vội vã đã, vì còn có câu đố tiếp nữa chứ bộ. Được rồi, cứ đố tiếp đi. Dù cho 1000 câu tôi cũng đáp trúng dễ ợt như là uống nước lạnh á. Vậy ha, vậy anh nghe hỏi tiếp nè. Thường thường con cá lớn ở dưới nước nó ăn cái gì để sống? Con cá lớn thì nó ăn con cá nhỏ để sống. Cá nhỏ ăn gì? Cá nhỏ ăn tôm tép. Tôm tép ăn gì? Tôm tép ăn rong rêu. Rong rêu ăn gì? Rong rêu ăn đất. Đất ăn gì? Đất ăn cây. Cây ăn gì? Cây ăn... Hả? Trời ơi! Hả? Cây là cái thứ bất động vật, thì con ăn cái gì được nữa? Đố vậy, đố càng, đố bướng. Nè, em không có đố càng bướng đâu nghe. Không càng bướng thì tôi chịu. Chịu gì? Chịu thua. Tôi đố ngược lại Ngân Tâm đó. Ngân Tâm nói thử coi. Anh nói sao? Anh dám đố lại em hả? Ừ đó. Cây ăn cái gì? Cây ăn ông cố đội anh đó. Cậu ơi, cậu ba, cậu đài ơi, Ngân Tâm nó chửi em à. Nó nói cây ăn ông cố đội em. Anh đừng có nói láo nha. Kìa Ngân Tâm, sao em chửi anh Tứ Cửu? Dạ, do tôi không tưởng em nào dám hổn với anh bao giờ. Sao mày dám nói cây ăn ông cứu nội tao? Anh nghe tôi hỏi nè, ông có nội anh chết chưa? Chết lâu rồi. Chôn chưa? Chôn rồi. Chẳng lẽ để mày ăn? Chôn bằng cái gì? Chôn bằng hòm. Hòm là bằng gì? Hòm là bằng gián. Gián là gì? Gián là bằng cây chứ gì. Thì ông cố nội của anh chết, người ta bỏ vô hòm, mà hòm là bằng gián, gián là cây. Vậy không phải cây ăn ông cố nội anh sao hả? Hang, ông cố nội ta nằm trong bụng cái hòm, như vậy mà ta không thông minh chút nào ha. Ngu quá. Chẳng những anh thiếu thông minh mà anh còn kém phần thấy xa hiểu rộng nữa đó. Đôi mắt của ta như thế này mà dám nói là không có thấy xa hiểu rộng hả? Đố nữa đi, ta nói cho nghe. Anh nói anh thấy xa hiểu rộng thì tôi đố anh thêm lần nữa nè. Đố đi. Nghe này nha. Đưa anh này biết được cùng chăng, chung quanh này hoa lá tốt tươi muôn màu. Đưa anh này biết được nơi này, loài hoa này xinh đẹp là hoa hoa hồng. Biết không hả? Hoa hồng làm sao có ở đây, có chăng này là có ở biển, ở mình hoa viên, hoa viên, hoa viên, hoa viên. Ở đây này rừng núi chập trùng, làm sao này có được hoa hồng, là hồng ở đây đen tông đen tông đen. Hoa hồng này lẫn trước trong anh, bởi anh này
chi chúc công thừa, em khơi ra chi mà đắng đo. Tình em và anh, tình thân thương, tình anh băng qua rừng chồng gái vì em. Nếu phải cần hy sinh vì em, dù đường đi lắm gai nhiều trong lòng lương huynh, lòng không nào lòng. Đa tạ lương huynh, lương huynh. Sớm với chiều lo việc đốn củi gánh cây về nhà dành cho vợ con, anh đúng không? Lương huynh đoán đúng. Lão tiều phu ra công lên non đốn củi đem về để đổi gạo chỉ vì vợ và con. Còn hôm nay huynh đưa đệ xuống non thì lương huynh chẳng khác chi lão tiều phu vậy. Không không, chúc đệ nghĩ sai rồi. Lão tiều phu ra công là vì vợ vì con, còn huynh đưa đệ xuống non là huynh vì tình bạn hữu kia mà. Lương huynh, em nói giống mà. Đâu có giống đệ. Lương huynh, anh hãy nhìn kìa. Anh nhìn thử xem mấy lời em đố anh. Ngóng kia có đôi cơn tình, đâu mà anh tìm. Anh tìm dùm ra con mai, anh chỉ em tư. Nói rõ coi nào, nào là nào biết. Nhìn thử xem mấy lời em đố anh, ngóng kia mến nhau cơ tình, khó mà anh tìm. Con nào là con mai, không thể trí ra rồi. Ngắm rõ cõi nào, nhìn là nhìn giống nhau. Hai con giống nhau như đúc, làm sao biết con mái mà chỉ cho đệ. Dễ như vậy mà tìm không ra. Lương huynh, anh nhìn kìa, chúng khắng khích nhau là bởi vì con trống và con mái. Có đời nào một giống mà mến thương nhau. Quả lương sơn bá ngu như là con ngỗng đực vậy. Hả? Huynh giận đệ đó. Tự nhiên nói huynh là con ngỗng đực à. Lương huynh, cho em xin lỗi nha. Cho em xin lỗi mà. Lương huynh, nếu biết lỗi thì huynh không giận đâu. Lương huynh à, đôi lứa mình giống như ngóng kia mến nhau, đã nên mối duyên sắc tâm. Duyên xứng duyên. Nói em nói sai rất sai, ta giống trai kia mà.
đâu có giống được đệ. Lương huynh, anh nhìn kìa, trên lưng nghe bò vui thú đồng ruộng, nhạc đồng quê lần lần chưa chàng. Một giống hoa như bò nào khác chi còn bò. Hồi nãy nói huynh là con ngỗng đực, giờ thì nói là ngu như bò. Huynh nghỉ chơi với đệ luôn, đệ hổn quá à. Lương huynh, Lương huynh cho em xin lỗi nha, cho em xin lỗi đi mà. Không có xin lỗi gì hết, huynh giận đệ luôn. Lương huynh, Lương huynh không tha lỗi cho em thì em quỳ đây luôn cho tới chết. Từ nay để còn hổn với huynh nữa hết. Thôi, trời sắp xế chiều rồi, ta mau mau qua cầu đi em, mau lên. Đi Lương huynh. Qua cầu bước chân đều
chân tiên em. Rạt rào tình thương vẫn đông đầy, tình mình lưu luyến môi nhiều lưu luyến, đường càng dài thêm như nhiều ý thơ. Phố chi bên nhau tình thắm biết bao nhiêu tình. Tình ta này, tình ta kỳ niên, nghe lòng vui buông đưa tiếng chưa
lập công danh soi kinh miệt mài. Nàng này tên chi, tiên ở đâu để anh cầu hôn? Nếu do trời xuôi khiến để anh tương phùng với tiền tóc tờ bánh niên, để em được làm mây cùng cô gái tiên tới chờ nơi chúc giá trang hỡi lương quân kiếp cầu hôn. Chúc đệ đã đến lúc chia tay, xin kêu biệt lương quân để xin kêu biệt. Kêu biệt buồn nào bằng xa vắng tâm đồng, nay ta phân kỳ xót xa trong lòng nghe nàng ríu tình thương. Kỷ niệm đường Nam Sơn lần đầu tiên ta gặp gỡ, lương chúc ta vui buồn đôi ta bên nhau. Kinh sứ ba năm triều mến, khi xa anh đài có ai chia buồn cùng sơn ba sầu đau. Còn buồn nào hơn trong lương sơn ba, xa giọt lệ hàng châu buông vui chàng chưa. Anh có nghe mấy sầu tư cho đôi ta, xin chớ quên ba năm triều mến ơi. Xin mang theo đường những câu ân tình thương nhớ nào quên, làm sao em quên tên lương sơn. Đến rồi à, gánh theo lòng muôn nỗi nhớ thương. Lương quân xin kêu biệt. Kêu biệt. Sống tướng chia vui, tôi hết con hồ thưa bắc cầu, nay rất xa càng phải lìa xa, đôi mắt thương hai hàng tuôn ước lệ tràn, buồn vì tình quyến ước đôi đàn,
Sơn Bá, Sơn Bá con. Dạ sư mẫu, sư mẫu đến bao giờ mà con không hay biết, xin sư mẫu tha thứ cho con. Dạ mời sư mẫu ngồi. Sơn Bá. Dạ. Sư mẫu có nghe chúng nói lại rằng con nhóm bệnh, ngày cũng như đêm biến ăn biến ngủ. À, có lẽ đây cũng là chứng buồn sanh bệnh chứ gì. Sơn Bá con, ngài anh đại tự gia xuống non chút gia phạm hồi, nhìn con sầu tư lặng lẽ chán trường như cách xa tình nương, có phải vì mối tình bằng hư dân dương trái bà nằm trăng mến hơi nhớ tiếng lòng thưa mến nhau như vợ với chồng. Dạ con trình cùng sư mẫu. Đại dương người bạn tốt, chúng con đã quen khi đến trường, thành tâm nguyện cầu sanh tư giữ đông, cạnh liễu thai làm nhang, xác thế hàng châu mà hồn nhờ mai triết vàng, tâm hồn ngơ ngân thoáng cơn mê tình, hình bóng của ai ân hiền chắc chờ. Sư mẫu cho con tường là chi? Dạ đúng, sư mẫu nói rất đúng. Có lúc con vô tình làm cho anh Đài giận. Sư mẫu biết không, anh Đài giận dai lắm, năn nỉ gần hụt hơi mà cũng còn giận, lại thêm cái tật hờn mát như là con gái vậy đó. Con không hiểu à? Thưa sư mẫu. Dạ, việc gì ạ? À? Chỉ khi con sạc nóng hơn người, để nghe bao lời đố ta, tìm ra mà xem người ta vẫn là chuộc anh đại, phải đo xem gái kia hay trai, con cho ta được biết ra sao, người kia gái hay là trai, tìm cho ra với chúng anh. Nghe mấy lời con đây tìm ra, con tưởng đố gì con không tìm ra, tình bạn thân kết sẽ tình thâm, người là trai là chúc anh Đài. Dạ anh Đài là trai à. Sơn Bá, con đáp như vậy có đúng không con? Dạ đúng chứ, chuyện đó đối với con đâu có khó. Có lúc anh Đài còn chê trách con tánh nhút nhát, không xứng đáng là bậc nam tử nữa à. Đó là vì nàng khôn khéo mở lời, để che giấu mối tình còn e thẹn. Người chê con là gái,
để xem con có nhận người là gái giả trai không. Dạ, thưa sư mẫu. Trí trí con vốn không ngu đần, sao con không tìm lý chân gần cùng nhau mắt con nhìn xem, nàng đúc tay là gái tần tượng, có đúng không với bao nhiêu lời đây trên ta nào dấu gì, vì người con tánh hay thờ ơ người ngây thơ. Thật ra có lúc đại cùng con lời phân, lúc đóng trò đại làm bà tiên, nhiều người xem phái nhưng mà khen bà Quan Âm là chúc anh đại. Chúc anh đại quả thật là trai, chúc anh đại quả thật là trai, từ hình dung tướng đi là trai, chàng là trai, là chúc anh đại. Dạ anh đại là trai ạ. Sơn Bá, con đã lầm, cũng như bao người đã lầm. Bây giờ sư mẫu cho con biết về Trúc Anh Đài. Trúc Anh Đài là con gái của Trúc Viên Ngoại. Vì nàng muốn đi du học ở Hàng Châu, nhưng là thân gái cho nên cha mẹ không cho đi, nên buộc phải giả trai để đi du học. Sơn Bá, nàng yêu con lắm, nhưng còn ngần ngại không dám thốt nên lời. Trước giờ về nhà, nàng cũng không quên nhờ sư mẫu trao tặng lại cho con với kỷ vật là ngọc trâm. Sao nhờ sư mẫu nói với con rằng hãy sớm lo việc cầu hôn. Sư mẫu ơi, con đã nhớ ra rồi. Hèn chi trong lúc con đưa tiễn, nàng đố con nào là lão tiều phu vì vợ vì con, đôi ngỗng con nào là con mái, cặp cá kháng khích lội ở dưới nước nữa. Tất cả nàng mượn cảnh vật để ám chỉ mình là gái mà con vô tình không biết. Ôi, Lương Sơn Bá con ngu như là ngỗng đực à. Sơn Bá, con hãy mau thu xếp đến Trúc Gia Trang cho kịp việc cầu hôn, đừng trễ nải mà tội nghiệp cho nàng chờ đợi. Đây, đây là ngọc trâm mà nàng nhờ ta trao lại. Đa tạ sư mẫu, đa tạ sư mẫu. Nhờ bà thầy đưa tin mối mai duyên, Lương Sơn vượt núi băng rừng tìm người thân cách xa bao ngày, trải bao ngày qua lòng thương nhớ mong chờ. Xa Hàng Châu đến tìm nàng, tình bằng lòng đôi nơi biệt ly, buồn như nhung sao xuyên lòng ta. Anh Đài ơi anh Đài, Sơn Bá tìm đến anh Đài. Không gì hơn còn sướng gì bằng, xưa là bạn nay biến nàng dâu. Tơ hồng nguyệt lao khéo xe tình, đẹp duyên tình cớ tâm đồng. Nàng là nàng không phải là trai. Ôi trời mình ngu như là con bò. Hay da,
Ôi trời mình ngu như là con cầu. Cậu ơi, cậu ơi, chờ em theo với cậu ơi, cậu. Tiểu thư ơi, tiểu thư ơi, tiểu thư, tiểu thư à. Ngân Tâm, dạ. Có chuyện chi mà em hối hả vậy? Chuyện gì vậy em? Tiểu thư ơi, trước mắt em thấy rõ ràng ở trước cổng dinh nhà ta có bài ra cuộc lễ đó. Lễ chi vậy? Em cũng không biết nữa, mà ở đằng trước á thì có treo bông thắt tụi, ở đằng sau thì kết gấm thiêu qua. Cái lễ này chắc chắn ở nhà ta, em đoán chắc đây là lễ hội đó tiểu thư à. Nếu quả thật vậy thì không uổng công ta chờ đợi. Chúc già lương hai họ hiệp nhất gia. Nhưng không biết ông bà có chấp thuận hay không. Tiểu thư ơi, trong khi em dâng trà cho khách uống rồi em nghe lén, lòng của em cứ phập phồng lo sợ, có tiếng được tiếng mất, ngân tâm em không có tận tường. Nhưng em có thể biết được rằng ông bà sẽ bằng lòng, bởi vì có tiếng cười gian lấy làm thích thú và có phần thân mật lắm. Cô hãy an tâm đi, thế nào rồi ông bà cũng vào đây nói cho cô rõ. Ở kìa, cô hãy nhìn kìa, ông và bà đang đi cười cười nói nói, chắc sắp vào đây rồi. Em xin phép được lui ra, kính chúc cô được nhiều may mắn nha. Dạ, con xin kính chào cha mẹ. Đứng lên đi con. Bà ơi, bà hãy nhìn kìa, con gái mình thật là đẹp lắm. Quả thật nhà ta tốt phước vô cùng, có một ái nữ như tràng mộng xuân. Chúc anh đài, cha mẹ tới đây nè để báo cho con một tin mừng đây nè. Tin mừng gì vậy hả thưa cha mẹ? Ông ơi, ông coi kìa, con gái của mình kia kìa, tội nghiệp không, nó còn ngây thơ quá. Mình nói như vậy mà nó còn chưa hiểu nữa đó. Anh Đài, nghe mẹ nói đây nè, cha mẹ xem con hiện nay đã lớn khôn rồi, hãy trai lớn lên đó thì phải lấy vợ, mà gái lớn lên đó thì phải có chồng. Đó là luật của tơ hồng, không thể nào từ chối được. Phải vậy không con? Anh Đài ơi, thiệt gia đình ta thiệt là hữu phước à, nên có người đến dạm hỏi, gia đình đó mà sánh với gia đình mình đó nha. Ôi thiệt là môn đăng hộ đối à con à. Dạ kính thưa cha mẹ, công ơn của cha mẹ như trời bể, cuộc lương duyên của con là do cha mẹ định đoạt. Áo mặc sao qua khỏi đầu, nếu cha mẹ thương con xin chọn sao cho con đẹp dạ. Anh Đài con, dạ. Con có nhan sắc lại thông minh, cha mẹ há chọn cho con một kẻ phàm phu tục tử hay sao? Người mà cha mẹ chọn cho con hơn gia đình ta bội phần đó con à. Hơn gia đình ta bội phần. Dạ thưa cha, người ấy là ai vậy cha? Cha nói là con chịu liền, bạn cũ của con, học chung trường với con ở Hàng Châu mà. Cha nói nè, nè người đó là ai Mã vậy? Văn Tài. Hả? Hoàng Thái Thú. Mã Văn Tài. Thưa cha, con không chịu. Anh Đài, con không ứng à? Dạ thưa cha, Mã Văn Tài là kẻ phàm phú tục tử, hắn cậy cha làm quan thái thú nên không siêng năng học hành, tánh tình thì ngang tàn. Con... Anh Đài, đó là tiếng đồn của kẻ tiểu nhân. Mã Văn Tài vốn là một bậc đại công tử đó con à. Đại công tử? Công tử gì? Công tử bột thì có. Hỗn lão. Âm. Chúc anh Đài. Đừng. Trời ơi, trời ơi, đánh xem chúng tôi bây giờ đây nè. Đừng có nắm công tử một. Để tôi dùng lời ngon ngọt âm sâu. Anh Đài con, đường trăm năm cha mẹ đã chọn cho con rồi. À, hay là mày thương nào rồi? Thưa cha mẹ, con xin cha mẹ hãy thương tưởng cho con. Con tu thật, con đang chờ đợi một người. Trong 3 năm, tâm tình khăng khít. Ngân Tâm ơi, hãy nói thay giùm cô đi Ngân Tâm ơi. Dạ. Dạ thưa ông bà. Kể từ ngày
nguyện thề tâm đồng tri ân, học cùng trường ba năm mang thương cha người hiền tâm tư trắng trong nhỏ sinh ngoan hiền chung đôi thơ đêm dần như là đôi bóng hình xưa kia vui buồn về sanh tình thêm sâu lòng. Bình tĩnh ta lắng nghe nguồn cơn, còn gì ngân tâm nói mau. Dạ thưa ông bà, buổi tiễn đưa thắm quen bờ mi, cô con nói môi mãi cho chàng người em dốc cô sánh duyên chàng lớn. Cô gửi trao trăm vàng để chàng làm tình. Thế là quá rồi anh Đài. Nếu biết trước vậy ta không cho mấy đi học làm gì. Trao tặng vật là quyền của ngươi, còn đính hôn là quyền quyết định của cha mẹ. Cha, cha ơi, con lại cha, con lại cha mà. Không có lại lộn gì hết, đồ bất hiếu. Kìa ông, ông làm gì mà nóng nảy như vậy? Bố ông định giết con hả? Không nói gì cả. Anh Đài, cha nhất định con phải ưng công tử Mã Văn Tài. Nếu không hả, con sẽ biết tay cha. Một là mày ưng Mã Văn Tài, hai là tao tự giận tao chết cho mày vừa lòng. Tao đi. Cha, mẹ, mẹ ơi cứu con mẹ ơi. Con ơi, sao con dại dột quá vậy con? Sao cha con nói mà con không chịu nghe? Để rồi to lớn chuyện như thế này. Thôi, hãy nghe lời mẹ, nghe lời mẹ khuyên nghe con, hãy nghe lời cha con mà ưng Mã Văn Tài đi. Anh Đài, không, không, con không thể ưng một người mà con không thương không mến. Không. Chúc anh Đài, con nên suy nghĩ cho kỹ đi. Con phải tội nghiệp cho cha với mẹ. Cha con đã trót hứa với người ta, người lớn mà đâu thể nói hai lời được hả con? Hơn nữa quan thái thú uy quyền nhất ở vùng này, khó mà lấy lại lời được nghe con. Mẹ nói ít mong con hiểu nhiều, con đừng làm cho cha mẹ buồn phiền, không có tốt đâu con. Nhớ nghe mẹ. Thôi, để mẹ vào mà khuyên lớn cha con. Nhớ nghe con. Mẹ, mẹ ơi. Tiểu thư ơi, tiểu thư. Tiểu thư ơi, có Lương công tử đến. Hả? Có Lương công tử đến nè. Dạ. Ngân tâm, em hãy mau ra mời Lương công tử vào đấy ngay đó nha. Xin vâng. Qua sắc qua chàng qua bao ý thơ, qua xuân dịu dàng tình say hương ngất ngây. Hương qua sắc qua bài ca chào qua
lời thơ ước mong chờ. Sơn Bá từ Hàng Châu đến đây để thăm viếng một người bạn học. Dạ thưa, bạn của Lương công tử là trai hay là gái? Dạ là trai. Dạ tên là Trúc Anh Đài. Lương huynh, anh không nhìn ra em sao? Em là Trúc Anh Đài đây mà. Tiểu thơ đừng đùa như vậy mà tội nghiệp cho tôi. Được rồi, Lương huynh đã xem đây nhé. Đúng rồi, Trúc Anh Đài hiền đệ. Dạ không, xưa thì gọi hiền đệ, nhưng nay xin gọi là hiền muội. Hiền muội. Lương huynh xin chào hiền muội. Lương huynh, Lương huynh ơi, từ thuở chia tay độ nọ, nhớ Lương huynh dứt điệp kho nghĩ an. Chúc già Lương xa cách trọn tuần trắng, tưởng những ngỡ không còn gặp lại. Lương huynh chẳng ngại nhọc nhằn đến đây thăm muội, hay còn gì xin Lương huynh hãy thốt cạn. Trước huynh đến thăm em cho thỏa lòng thương nhớ, sao là nói chuyện cầu hôn. Sở dĩ anh chậm trễ vì tưởng họ Chúc là trai, nhờ sư mẫu cho anh biết em đây là gái. Ôi khi nghe được thì nỗi mừng vô hạn, anh lướt dặm ban ngàn đến đây cho chóng kịp việc cầu hôn. Lương huynh đã trễ rồi. Duyên thiên lý chúng ta không tội nguyện, đôi lứa mình có nợ không duyên. Cha mẹ em ép buộc cuộc lương duyên, đưa họ Chúc vào dòng họ mà. Không, không, không. Ba sinh đã lỡ dơ duyên tình, về lứa đôi trách qua công sao đành chia đôi mình. Câu thề ưa trước kia theo làng khói bạc rồi. Anh Đài ơi, mấy câu thề cũng đang với anh nhớ hoài. Lương huynh hỡi, số kiếp duyên tình về chúng ta có thế thôi, xin hẹn kiếp sau này duyên tình của chúng ta thơ hồng dứt buộc ràng. Anh với em tin rằng vẫn một lòng. Lương hiền huynh, số duyên mình còn ai những cay đắng nồng. Nếu không mến kỷ niệm mà chi, nếu không yêu trao ngọc chi vậy. Tình mình thôi mỗi đứa một nơi. Câu thề xưa hơn. Hey.
xa. Quỳnh, tưởng đến đây duyên nợ sẽ thành, nào ngờ đấu đôi lứa chẳng nên duyên. Quỳnh còn ở lại đây để làm gì nữa, chỉ khổ cho em thôi. Xin kêu biệt Lương Quỳnh. Lương Quỳnh chẳng quan nhọc nhằn đến đây thăm muội. Vậy trước khi chia tay, xin Lương Quỳnh hãy nể tình muội. Đây cốc rượu đầy, xin Lương Quỳnh nhấp cạn. Đa tạ Quỳnh xin đa tạ. Ngày lớn sẽ cưới, ta từ ly bối tiên đưa. Mình hết chuyến rồi, mưa gió đây đưa. Số thân âu là kiếp người thế thôi. Hôm kia còn yên vui, hôm qua còn hoa tươi, hôm nay buồn đau thương, hôm nay sầu. Em đi nhưng lòng thương anh, tuy đôi mình xa nhau, không quên lời thương yêu. Lương Quỳnh ơi, đừng khóc than đau lòng. Phút vui có ai đâu khóc ly tan cho mình, thề thốt hết giấc mơ tan chỉ mang theo u buồn. Dần dần luyên ái sao cách biệt, tình kèo sơn sao cách xa. Tình này xin trọn kiếp, nguyện ghi tim khắc xương. Giọt nước mắt có em thôi không ly tan bên chàng, nào dám nói thúy chung câu biết trong em thẹn lòng. Thôi chữ đồng trôi đưa, cũng theo bèo. Hỡi cô nhân, tình không toại nguyện là do số phận. Phận số ơi phận số, tương lai hỡi tương lai, trách cuộc đời có một không hai, kẻ được mong nay thành tan vỡ mộng. Lương Quỳnh, mau! Lương Quỳnh, Lương.
đắng cay, hận tình sự lương duyên ngang trời. Lương Khuynh ơi, dân dân nơi Nam Sơn tiếng xưa thề trao ước giao, tiếng đưa phu chia ly ngày vui sum vầy, trao gửi trăm vàng chứa chan giờ tước mơ, đâu ngờ tan vỡ cát xây nên thành nước cuốn trôi uổng công đời. Sơn anh vẫn luôn thương nhớ hoài, kỷ niệm khó phai. Lương chúc tuyên thề nhanh liễu làm hương, vạn giai chứng minh đất trời phụng quang sang. Núi non chập chung không làm nàng bước, ngài anh tiếng em quay về bước qua cầu, cùng nhau ngắm đôi cá bơi người tiêu phu đốn cây mang về. Kia là đôi ngóng chùa Quan Thế Âm, hôm nào hỡi anh Đài làm sao để quên. Giờ đành sao phui bao ân tình, em mặc áo cưới kiều hồng du quy. Buồn cho thế nhân thay trắng đen, Lương Huynh ơi em nói đâu vô tâm phú phàm, quên tháng ngày sáng dài. Gia chẳng thương tình để đời em như hoa ta tươi heo sâu, còn gì đâu xác thân không hồn
lòng đau tái tê ngậm ngùi hết những ngày đùa vui dưới trăng đôi thơ phùng quang sáng lúc xưa chia đang phân kỳ đôi ngã đành rồi chia chờ nhau kiếp sau trùng quang tái lai sẽ trúc mai. Mà ngày trước á, khi chia tay em không nói thật, để anh cứ tưởng em là trai không hè. Ôi, tứ cửu này xin thành thật cảm tạ hai vị lão tơ hồng. Ngân Tâm ơi, em quả thật là nên trang người đẹp đó. Tại anh hết á. Tại vì lúc trước anh vô ý, em đã mượn cảnh vật để ám chỉ em là gái, mà anh chẳng có tìm ra hả. Bây giờ đã hiểu rõ chưa? Ôi, chánh thị anh là đồ ngu số 1 à. Cảm tạ em có lời khen tặng. Cái gì, anh nói cái gì? Anh là người duy nhất của con người. Em ơi, bây giờ hôm nay anh có đôi lời muốn nói với em nè. Anh muốn nói với em chuyện gì nữa hả? Ngân Tâm ơi, hôm nay anh muốn nói với em á, không gì khác hơn á là anh muốn giữ lại lời thề năm cũ á. Em biết không, lúc xưa em là con trai. Ta gặp nhau trên đường Nam Sơn tiểu lộ thì chúng mình kết bạn tri âm, thề chung gian khổ sớt chia vui buồn. Trong lòng anh giữ mãi lời xưa, anh nguyện lo lắng cho em tới cùng. Nó giống hoài à. Muốn lấy chồng cho đẹp cuộc đời, chuyện lấy chồng xin để anh lo. Anh đây xin chọn cho em một tấm chồng thiệt không? Thiệt, chiều cao phải là một thước một. Mày tầm mắt phụng mũi lần. Thôi thôi đi, con người gì mà nghe nói khắc ghê hà. Anh chỉ cho em biết đây là ai. Là anh đây nè. Hả? Anh nói sao? Anh muốn làm chồng em hả? Không đâu, anh chỉ muốn nâng khăn sửa tóc cho em thôi. Không dám đâu. Sao vậy? Anh nói sao mà nghe dễ quá vậy? Đúng à, không dễ xa nhau đâu em. Hả? Em nhìn anh hả? Em muốn nói gì với anh hả? Em có chịu ưng anh không? Không, không bao giờ em chịu. Sao vậy? Em chê anh hả? Không phải. Không phải đâu mà. Không phải là em chê anh, nhưng mà kẹt có một cái là còn ông bà ở nhà nữa. Em nói anh nghe nè, không ấy á, để em về em hỏi lại ông bà, chừng nào ông bà cho phép thì em đây mới chịu ưng anh á. Nếu ông bà không chịu thì sao? Nếu ông bà không chịu hả, thì em cũng không chịu luôn. Trời ơi, vậy là chết tôi rồi. Anh Tứ Cửu ơi, sao vậy? Anh Tứ Cửu ơi, anh sao vậy? Trời ơi, tôi thở quyết rồi. Anh Tứ Cửu, anh thở quyết hả? Anh Tứ Cửu, đúng rồi, chết tôi rồi. Xin dính trời ơi, máu ra nhiều em ơi.
trăng sát nè. Cái đồ quỷ à. Ê, ngân tâm, ngân tâm. Duyên tình cách chia anh đại ơi nàng dây chép ghi bao tấc lòng mình quyết không lìa xa đài em ơi, đến ngày anh thác không quên câu thề vẫn còn đây xót xa khi nhìn thấy đâu người yêu, làm sao quên kỷ niệm như thuở trao nhau ban đầu, lệ sầu rơi đượm thắm, người tình đầu nơi xa có thâu. Đông đầy chung máu chuyện tình này, chúc anh đài, anh đài, anh đài, chúc anh đài. Sông Ba, Sông Ba con, ngồi dậy uống thuốc đi con. Mẹ, mẹ ơi, Tư Cửu về chưa hả mẹ? Tư Cửu nó chưa về. Sông Ba, con đừng nghĩ tới chút anh đài nữa mà không nên. Con ráng uống thuốc cho sớm bình phục đi con. Mẹ ơi, thuốc thang chỉ làm nhọc công của mẹ, nắng mưa giông bão là chuyện của trời, tương tư là chuyện của người. Mẹ ơi, bệnh tình con kho mong thuyên giảm, đau ngoài da thì dễ trị, kỳ thật khó mà trị ở trong. Sơn Ba con, đừng nói nhảm. Giang cơn ơ,
mẹ ơi, nếu một mai con có mệnh hệ nào, lại mẹ tha tội cho con, vì kiếp này con không trọn đạo. Sợ má con ơi đừng nói vậy làm mẹ sợ. Uống thuốc đi con. Kìa, Tứ Cửu nó đã về. Tứ Cửu, thế nào? Em mang thư của ta gửi đến chúc anh Đại. Thư của ta đến, chắc có lẽ nàng cũng phúc đáp chứ. Dạ, vâng lệnh của cậu. Em mang bức thơ đến cho chúc tiểu thơ. Thơ em trao tận tay. Chúc tiểu thơ xem đi xem lại nhiều lần, đã khóc sướt mướt không sao ngăn được. Cuối cùng tiểu thơ nói rằng. Nói sao? Nói thế nào? Tiểu thơ nói rằng không có thơ phúc đáp. Không có. Nếu nàng không có thơ phúc đáp, chắc cũng có đôi lời nhắn gửi. Dạ đúng vậy. Tiểu thơ nhờ em về nói lại với cậu rằng, xin cậu đừng tưởng nhớ tới nàng mà phải sanh bệnh không tốt. Cố lãng quên mà tìm nơi khác để nỗi buồn phiền chống lành. Nàng hiện nay đã thuộc về dòng họ Mã, không còn gì với họ Lương. Sao lời nhắn gửi, nàng bảo em trao tận tay cho cậu kỷ vật này để gọi là vĩnh biệt. Đây, đây là mái tóc của nàng vừa mới cắt. Vì vì đâu tàn đời quá, máu tuôn khăn hồng lê tràn ướt thâm chứa chan. Hỡi còn đâu trên dương thế ta không gần nhau, xuống âm tỷ đôi ta trùng quan, tiếng khóc thê lương tóc tàn trời sâu. Cậu, cậu ơi cậu. Sơn ba con. Cậu ơi. Gió đâu đến lạnh buốt cả tâm hồn. Dần hồng sáng soi không làm rạng ân tâm hồn.
sầu đau. Ta yêu Trúc Nương, con yêu đại ngàn đời. Thế thôi đâu đại ơi, anh đại ơi. Thương má con, anh đại, anh đại, chúc anh đại. Trời cao chứng cho, nhưng tôi còn yêu dòng nước trong như lại lãng bao tình thương bớt bớt cơn gió tiểu thơ trang điểm. Chỉ còn trống chốc lát nữa đây, ta sẽ trở thành một nàng dấu của nhà họ Mã. Chúc tiểu thơ phải trang điểm cho thật lộng lẫy, bởi hôm nay là ngày trọng đại nhất đời của người con gái. Nếu đã biết ta về với dòng họ Mã, trời ơi, người ấy có buồn không? Tiểu thơ, tiểu thơ ơi, có anh Tứ Cửu đến. Đâu, Tứ Cửu đâu? Tiểu thơ, Tứ Cửu, Tứ Cửu, em đến đây có việc chi? Còn Lương Công? Lương Công như thế nào? Lương Công đã như thế nào? Lương Công đã chết rồi. Trời, tiểu thơ, Lương Huynh, Lương Quân. Tiểu thơ, tiểu thơ ơi, tiểu thơ. Khi Lương Công xa cõi trần từ gia thế gian, để ước đắm màu đào tuôn gào tên chúc anh đài. Xót thương trời nối ba đào, luyện nhớ phùng hoàng sang. Duyên này không kết nghĩa châu trần, mong kiếp sau tương phùng. Tư Cửu, trước giờ Lương Công mất, người còn điều gì để trăn trối nữa không? Dạ, trước khi mất, Lương Công kêu hàng mươi tiếng tên của tiểu thơ.
rồi bảo tôi trao lại cho tiểu thơ chiếc khăn đẫm máu này. Chiếc khăn đẫm máu đâu nọ đây mà? Dạ không, đó là máu của Lương Công vừa tuôn ra lúc chết. Trời ơi, Lương Quynh, Lương Quynh ơi, anh chết thật là thê thảm. Tư Cửu. Dạ. Xác của Lương Công Tử được mai táng ở đâu? Dạ. Ở đâu? Hãy nói mau. Lương Công có dặn linh cữu được chôn ở lề đường Nam Sơn Tiểu Lộ để đánh dấu buổi chia tay. Nam Sơn Tiểu Lộ. Được rồi, Tư Cửu, em hãy đến ngôi mộ của Lương Công Tử mà chờ ta. Nhưng mà hãy đi đi, đừng nói gì nữa cả. Hãy đi mau đi. Đi đi. Chứ ông bà tới, anh Tư Cửu theo em đi ngã này, nhanh lên anh ơi. Sơn bà ơi, Sơn bà. Chúc anh Đài, xe rước dâu đã đến. Tại sao con chưa trang điểm? Con biết giờ này là giờ nào không? Bà coi kìa, hình như nó khóc phải không? Lạ không, thấy con gái sắp về nhà chồng là phải xa cha xa mẹ thì nó phải khóc, đó là lẽ tự nhiên rồi. Hồi đó hả, tôi còn khóc sưng con mắt đây nè. Anh Đài, con mau trang điểm cho kịp giờ tốt đi con. Khóc chút đỉnh thâu được rồi, cha mẹ cũng hiểu con rồi. Đừng bi quan quá, e sắc hương ủ dột nghe con. Ông bà ơi, không làm sao cho tiểu thơ con hết buồn được. Tại sao vậy? Vì tiểu thơ vừa hay tin Lương Công Tử chết. Người chết bởi mối tình tuyệt vọng. Nó chết thì thấy kệ nó, có can hệ gì mà khóc. Anh Đài, mau lo sửa soạn nhanh lên. Không can hệ à? Cha nói vậy mà nghe được sao? Nói thì phải được chứ, quả thật mới là đồ nghịch tử. Khoan, trời ơi, ông sao nắm quá à? Ông muốn giết con mình hả? Ông để nó cho tôi, tôi nói phải trái cho nó nghe là nó phải nghe thôi. Anh Đài con, như con với họ Lương trước đã yêu nhau, nay không may người đã chết rồi, con có thương tiếc đến đâu thì người cũng không sao mà sống lại được. Mẹ thương tình dạy bảo, con xin dâng lời để lên xe qua. Nhưng vì một điều kiện. Không có điều kiện gì cả. Nếu cha không chấp thuận thì con thà chết chứ quyết không lên xe qua về dòng họ mà. Ông à. Cái gì? Tôi gian lại ông mà. Ông chiều con một lần đi ông. Thiệt tình, con hư là tại mẹ. Đâu thừa tôi nữa. Thôi được, ta bằng lòng. Người muốn gì? Xe qua má văn tài đinh nga hồn, cớ sao người thốt bao lời ta chẳng ngã cho. Trên cha chẳng cho, dưới thì con, anh Đài con xin chớ. Chưa từng thấy xe hoa mà rải giấy tiền vàng bạc. Trời ơi, vậy là điềm bất lành. Ta
không thể nào chấp nhận được. Tại sao lại không được? Tất cả đều phải được. Nếu không thì tai họa sẽ đến với Chúc Gia Trang này. Có ba điều tai hại, ba điều tai hại cho nhà ta. Một là Chúc Anh Đài sẽ liều chết, hai là Mã Thái Thú không để cho ông được yên, ba là tôi sẽ tự giận khi gia đình này có tai họa. Thôi, ông nghe chưa? Thôi, đúng đúng là tự giận, tức chết để được tại bà hết đó. Thôi được rồi, ta chấp nhận. Gia nhân đâu? Đưa xe qua Chúc Anh Đài đến Mã Gia Trang kết thành hôn lễ. Chấp nối duyên ta tình ta.
đắm say trong máu lệ hận sâu. Dù biệt ly nhưng lòng còn yêu, anh về âm ti em khóc anh. Bao dòng phú trong tiêu điều gây đau thương sâu héo lá lai, người hiền lương chớ vui buồn thay, trời ấm u như đêm không ngày. Ngày nào chuyên ngữ chứng dữ dàng, cùng với